Ok, xin chào quý nhà đầu tư. Thì em là Vũ Viết Anh, em bên môi giới công ty cổ phần chứng khoán VPS, được chưa? Thì những khoảng thời gian trước, nếu như mà ai theo dõi em thì sẽ thấy em hay livestream nhận định thị trường trên Facebook. Nhưng mà vì một số lý do, thế nên là đợt này em sẽ tập trung nhận định thị trường bằng các video và đăng lên trên kênh YouTube của mình, được chưa? Thì anh chị nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh YouTube của em thì có thể đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo ạ, để nhận được những cái video nhận định thị trường mới nhất và nhanh nhất, được chưa? Thì hiện tại thì em đang có hai room tư vấn cơ sở. Room tư vấn thứ nhất là room tư vấn cơ sở thường. Thì anh chị nào mà chưa vào room tư vấn cơ sở thường này thì có thể tham gia bằng cách nhấn vào phần link mô tả, link room tư vấn cơ sở ở phần mô tả video nhé, được chưa? Ở dưới phần mô tả video có link room tư vấn cơ sở thường đấy ạ. Thì ở cái room tư vấn cơ sở thường này thì anh chị có câu hỏi về mã cổ phiếu nào thì sẽ hỏi trên đó, thì em sẽ tư vấn giải đáp ạ, được chưa? Còn ngoài ra thì em đang có một room tư vấn cơ sở VIP dành cho khách hàng của em, được chưa? Có nghĩa là anh chị làm mà mở tài khoản và giao dịch bên em thì sẽ được em thêm vào room tư vấn VIP, thêm vào room tư vấn cơ sở VIP, được chưa? Thì ở room này thì em sẽ hàng ngày em sẽ soi các mã cổ phiếu và phím điểm mua điểm bán trên cái room VIP đó. Còn room tư vấn cơ sở thường là em chỉ nhận định các cổ phiếu mà anh chị hỏi thôi, thi thoảng em mới chờ điểm mua điểm bán. Còn room khách hàng thì sẽ có điểm mua điểm bán cụ thể, được chưa? Đó, thì anh chị nào mà muốn tham gia room VIP khách hàng thì liên hệ tới em để được em hướng dẫn chi tiết cách thức tham gia. Thì có hai cách thức tham gia. Cách thức thứ nhất đó là mở tài khoản và giao dịch bên em, được chưa? Còn nếu như anh chị không muốn tham gia cách thức thứ nhất thì có thể tham gia cách thức thứ hai bằng cách đóng phí hàng tháng. Thì chi tiết như nào thì anh chị liên hệ tới em qua Zalo ở phần mô tả video ạ, được chưa? Được, ok. Bây giờ em xin bắt đầu đi qua nhận định thị trường. Thì trong phiên ngày hôm nay là phiên ngày 23 tháng 7, thị trường là đóng cửa ở một cái mức giá rất là đẹp, được chưa? Trong phiên thì thị trường đã có những pha giảm điểm, chạm về vùng hỗ trợ quanh 850 điểm, được chưa? Giảm trong phiên nhá, phiên hôm nay nó đã giảm về mức 851,97 điểm, được chưa? Có nghĩa đã quanh cái mốc 850 điểm rồi. Sau khi giảm, tạo đà giảm về mốc hỗ trợ này 850 điểm thì cuối phiên nó có sự bật lên, bật hồi trở lại và tạo được một cái đà tăng đôi chút, tạo được cái lệnh rút chân, được chưa? Trong một cái đà giảm chạm hỗ trợ sau đó bật tăng ngược trở lại, đó chính là cái điểm cộng rất là tích cực trên thị trường đó. Tuy nhiên ấy, thì cái việc bật lại một phiên này nó chưa thể khẳng định đây là đáy của thị trường đâu. Thế là thời điểm hiện tại em vẫn chưa khuyến nghị nhà đầu tư mua mới nhé, chưa khuyến khích nhà đầu tư mua mới. Qua hàng thì nắm giữ và quản lý thật là chặt chẽ, được chưa? Vậy thì khi nào chúng ta sẽ mua mới đối với cái thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát những cái phiên tiếp theo, được chưa? Chờ những cái phiên nào nó tạo đà tăng, chờ những cái phiên tiếp theo ấy nó tạo đà tăng vượt khỏi vào cái nền cũ, tạo đà tăng vào cái nền cũ là từ 860 điểm trở đi thì chúng ta sẽ có thể mở vị thế tham gia mua mới. Còn trước mắt thì đứng ngắm thị trường á, sau phiên hôm nay nhá thì tạm thời đứng ngắm thị trường và quản lý những cái cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ, được chưa? Những cổ phiếu nào xấu quá thủng hỗ trợ thì bán đi, còn vẫn còn giữ giá tốt, vẫn còn đà tăng thì nắm giữ tiếp, được chưa? Và vẫn chưa nên mua mới, chờ khi nào thị trường tạo đà tăng vượt 860 điểm thì chúng ta sẽ tham gia mua mới sau. Đó, đánh như thế sẽ là chắc nhất, để thị trường xác nhận được cái mức hỗ trợ này là mức hỗ trợ tốt thì chúng ta hãng tham gia mua mới, được chưa? Còn xét về dòng tiền của thị trường, xét về dòng tiền của thị trường thì cái nhịp tăng vừa rồi của thị trường là nó tăng đi kèm với vốn thấp, được chưa? Tăng đi kèm với vốn thấp và cái lượng hàng bị kẹp lại ở cái vùng đỉnh trên này, ở cái vùng nền trên này là không có quá nhiều. Đây nó chỉ có thế này thôi. Nhưng mà nó đã trong cái đà giảm vừa rồi nó đã rũ bỏ được rất là nhiều rồi, được chưa? Có nghĩa là gần như nhà đầu tư người ta kẹp hàng vùng này, người ta đã bị rũ bỏ trong cái giai đoạn điều chỉnh giảm giá rồi. Nó bị rũ bỏ rất là nhiều rồi. Và cái lượng vốn bắt đáy ở đây cũng không có quá nhiều, vốn rất là thấp, được chưa? Trong đà tăng này của nó đi kèm vốn thấp, điều đó cho thấy rằng là cái nhịp tăng này của nó là không có chịu áp lực bán, dòng tiền vào cũng chỉ ở mức vừa phải thôi, được chưa? Dòng tiền vào cầu của thị trường trong cái nhịp tăng đợt vừa rồi là không có quá nhiều đâu, nhưng mà vì cái lượng cung của nó quá ít thì nó vẫn tạo được cái đà tăng tốt, được chưa? Và biểu thị của nó là vốn quá thấp, tăng giá mà vốn thấp chứng tỏ là cung quá yếu đó. Và trên cái cơ sở là cái lượng tiền ở đáy này, cái lượng cung bắt đáy này và cái lượng cung kẹp hàng trên này nó không có quá nhiều, được chưa? Thì lẽ ra là sau khi thị trường tạo được cái pha điều chỉnh ở vùng trên này thì thị trường sẽ phải nhanh chóng hồi phục lại được cái đà tăng, được chưa? Về lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế thì cái đà giảm này vừa rồi của thị trường thì nó đã giảm mất rất là nhiều thời gian, thị trường điều chỉnh mất rất là nhiều thời gian.
và nó điều chỉnh đi kèm với vôn trung bình luôn duy trì ở mức ổn định, được chưa? Và nếu như ta cộng cái lượng vôn duy trì điều chỉnh này thì nó là một cái lượng vôn rất là khổng lồ, được chưa? Lượng vôn duy trì ổn định này, lượng vôn điều chỉnh này, đó, vôn rất là đều, ngày nào cũng xấp xỉ khoảng độ là 200 triệu, được chưa? Ngày nào cũng xấp xỉ khoảng độ là 200 triệu, đó, vôn rất là nhiều, được chưa? Trong khi cái lượng vôn bắt đáy và cái lượng vôn kẹp hàng vùng trên này là không có quá nhiều. Vậy thì câu hỏi chúng ta đặt ra là cái lượng hàng mà bị bán như này, được chưa? Lượng hàng điều chỉnh, lượng hàng bị thoát ra ở cái giai đoạn điều chỉnh như này thì là ai là người bán? Đó, ai là người bán ở giai đoạn này? Và nếu như và chúng ta nên biết rằng là thị trường đập vào đầu đã tăng giá rất là kéo dài rồi và nó đã có một nhịp phân phối đời trước rồi, và cái nguyên tắc phân phối hàng đấy thì nó thường gọi là kéo lên để xả, và cái thị trường thời điểm hiện tại thì đang có những cái dấu hiệu như vậy, có nghĩa là kéo lên với vốn thấp đó, kéo lên với vốn rất là thấp luôn, đây kéo lên đây vốn rất là thấp đó, nhưng mà điều chỉnh cái đợt điều chỉnh của nó vốn mặc dù không gia tăng quá nhiều nhưng mà luôn duy trì ở mức đều và kéo dài, được chưa? Giống như kiểu là tăng vốn thấp và giảm với vốn cao, được chưa? Vốn đợt này lại không có quá nhiều, được chưa? Nhưng mà cũng cũng cho thấy rằng lượng vốn này là tương đối lớn đó. Lên thời điểm hiện tại nó đang có một cái chút dấu hiệu nhỏ là cho thấy rằng là cái dòng tiền thời điểm hiện tại là đang có cái sự phân phối một lần nữa đó, đang có chút dấu hiệu nhá. Bởi vì nếu như mà vốn nó gia tăng mạnh cơ thì đó là điều chắc chắn rồi, nhưng mà vốn đấy vẫn duy trì ở mức ổn định, được chưa? Và nếu mà như cộng dồn vào thì nó sẽ nhỉnh hơn so với cái lượng vốn dự kiến của chúng ta đó. Lên thời điểm hiện tại thì em đang nhận định rằng thị trường đang có một cái chút dấu hiệu cho thấy rằng nó đang bị phân phối lần tiếp theo. Lên thời điểm hiện tại nếu như chúng ta tham gia bắt đáy luôn thị trường ở thời điểm này thì nó sẽ rất là rủi ro, được chưa? Nếu như chúng ta tham gia bắt đáy luôn thị trường ở thời điểm hiện tại nó sẽ rất là rủi ro, mà chúng ta nên kiên nhẫn chờ cho thị trường hồi phục lên trên vùng 860 điểm, và chúng ta sẽ quan sát vô ở cái vùng này để khẳng định xem là cái nhịp giảm này vừa rồi của thị trường có phải là một dấu hiệu phân phối không, được chưa? Nếu như mà thị trường trong khoảng thời gian tới tăng vượt 860 điểm đi kèm với vốn cao, có sự trở lại của dòng tiền, thì lúc đó chúng ta có thể khẳng định rằng cái nhịp giảm này của thị trường chỉ đơn giản là giảm điều chỉnh chứ không phải là giảm để phân phối lần nữa đó, thì như vậy nó sẽ an toàn hơn cho cái việc là hướng tới mục tiêu vùng cản đỉnh cũ 900 đó. Hiện tại hỗ trợ thị trường vẫn đang là vùng 845 đến 850 điểm, được chưa? Nếu như thủng cái mốc hỗ trợ này thì mốc hỗ trợ tiếp theo sẽ là nền cũ, sẽ là nền cũ là 825 đến 810 điểm. Đây sẽ là vùng hỗ trợ rất là cứng của thị trường, được chưa? Đó, trước mắt thì như em đã nói ở trong room tư vấn đầu tư thường của em và room tư vấn đầu tư VIP của em và cả trên trang cá nhân Facebook của em là thời điểm hiện tại tạm thời chưa nên bắt đáy vội vì đà giảm này của nó vốn duy trì ở mức rất là cao, được chưa? Và phiên hôm nay mới chỉ có một phiên bật tăng thôi, một phiên bật tăng nó chưa thể khẳng định được gì đâu, được chưa? Một phiên bật tăng ở mức hỗ trợ nó chưa thể khẳng định được gì đâu, nó cần phải có một vài phiên bật tăng cơ, một vài phiên được đỡ giá cơ thì nó mới khẳng định mức hỗ trợ đó là mức hỗ trợ tốt được. Hôm nay mới có một phiên thôi thì nó chưa khẳng định được gì đâu. Hơn nữa rằng là cái lượng vốn kẹp hàng ở vùng này và lượng vốn bắt đáy ở vùng này, được chưa? Nó không có quá nhiều nhưng mà trong cái đợt điều chỉnh này của nó thì lại điều chỉnh với lượng vốn rất là lớn, đó, nó là điều chỉnh với lượng vốn lớn, đấy chưa? Nên nó sẽ có một cái xác suất ở đó rằng là cái giai đoạn hiện tại điều chỉnh giảm này là giai đoạn phân phối lần tiếp theo, lần thứ hai của thị trường, phân phối lần thứ hai của thị trường. Đó. Tuy nhiên ấy, thì vì cái lượng vô này của nó không duy trì ở mức cao hẳn, nên chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được là nó có thực sự phân phối hay không. Đó, nên chúng ta vẫn chưa lên thoát hàng vội làm gì nhá, chưa lên thoát hàng vội làm gì. Mà em đưa ra cái giả thiết nó bị phân phối lần thứ hai, bởi vì nó đang có chút dấu hiệu nhỏ rồi, chút dấu hiệu nhỏ rồi. Em nói ra cho nhà đầu tư biết để làm sao để chúng ta thận trọng với cái thị trường thời điểm hiện tại, là không nên bắt đáy luôn lúc này, được chưa? Là không nên bắt đáy luôn lúc này, và quản lý cái cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ thật là tốt, được chưa? Vì mỗi một cổ phiếu nó sẽ có một mức hỗ trợ khác nhau đó, nên sẽ có những cổ phiếu trong thời điểm hiện tại nó đã bị gãy xuống tăng rồi thì chúng ta phải bán thôi đó, sẽ có những cổ phiếu nó bị gãy xuống tăng rồi thì chúng ta phải bán thôi, được chưa? Để tập trung vào cái lượng tiền, để tập trung cái lượng tiền của chúng ta cho một cái nhịp tăng mới của thị trường ở phía sau đó, chứ không nên cố gắng gồng lỗ làm gì, được chưa? Thì với việc mua mới thì chúng ta sẽ mua mới khi thị trường hồi phục vượt 860 điểm đi kèm với vol cao, thì lúc đó nó sẽ xác nhận rằng là cái đà giảm này của thị trường nó chỉ đơn giản là giảm điều chỉnh, giảm rũ bỏ thôi đó, chứ nó không phải là giảm theo kiểu là giảm phân phối, được chưa? Đó, trước mắt kế hoạch nhé, kế hoạch cái chiến lược cho nhịp tới là tiếp tục quan sát phiên ngày mai và những phiên tiếp theo.
Nếu như cuối phiên hoặc đóng cửa vượt 860 thì sẽ mở vị thế mua mới, được chưa? Và bây giờ hiện tại nắm giữ những cổ phiếu mình đang có và quản lý cái mức hỗ trợ của nó, được chưa? Thế anh, những cái cổ phiếu nào mà anh chị đang cầm đấy mà anh chị không biết xác định cái mức hỗ trợ và kháng cự của nó là bao nhiêu ấy, thì anh chị tham gia room tư vấn cơ sở thường của em nhé. Anh chị tham gia room tư vấn cơ sở thường của em ở phần mô tả của video đấy, có link ở phần mô tả của video ấy, thì anh chị tham gia room đó và đặt câu hỏi ở trên room nhé. Đặt câu hỏi ở trên room thì em sẽ giải thích ở trên room cho, được chưa? Em sẽ xác định các mức kháng cự hỗ trợ, các mốc chốt lời và cắt lỗ cho nhà đầu tư ở trên room tư vấn cơ sở thường nhé, được chưa? Còn room tư vấn cơ sở VIP là room phím hàng rồi, thì anh chị muốn tham gia room thì phải mở tài khoản giao dịch bên em hoặc là tham gia bằng hình thức đóng phí thì mới vào được đó. Thì về thị trường chung thì là như vậy thôi, hỗ trợ là 850, chớp mắt không nên mua mới và tập trung quản lý cổ phiếu ta đang nắm giữ, được chưa? Đừng có, chúng ta không trong đầu tư đấy, chúng ta không nên mua, không nên tham mua ở vùng giá thấp, được chưa? Mua khi nó an toàn sẽ chắc hơn, sẽ chắc ăn hơn rất là nhiều so với cái việc là cố mua ở vùng giá thấp, được chưa? Đôi khi giá nó còn thấp hơn nữa cơ. Quan trọng là khi chúng ta mua ở vùng mua an toàn đó thì chúng ta sẽ có xác suất thắng nó cao hơn, được chưa? Thì trong đợt thị trường chỉnh vừa rồi thì hầu hết nhà đầu tư đều bị thiệt hại hoặc là đều đã bị rũ bỏ vì lượng lớn cổ phiếu đã rơi vào cái xu hướng đó là bị gãy xuống tăng đó. Nhiều cổ phiếu đã rơi về trường hợp là gãy xuống tăng đó, và khi gãy xuống tăng rồi thì nó sẽ rất khó có thể hồi phục tăng trở lại. Thế anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu mà đã giảm quá sâu rồi, được chưa, mà không biết được rằng là nó đã gãy xuống tăng hay chưa thì tham gia room tư vấn cơ sở thường của em để em hỗ trợ tư vấn nhé. Đó, ok. Thì các buổi video này em sẽ tập trung nhận định thị trường thôi, về dòng tiền của thị trường là như vậy đó. Nhịp giảm vừa rồi đã rũ bỏ được lượng lớn nhà đầu tư kẹp hàng vùng này rồi, được chưa? Và nhịp tăng vừa rồi tăng vốn rất là thấp nhưng mà giảm, tuy vốn không cao nhưng ở mức đều và kéo dài thời gian nên cái lượng vốn giảm này cũng tương đối là lớn, được chưa? Và đang có một cái chút dấu hiệu là cho thấy phân phối lần thứ hai, nhưng vì vốn không có quá nhiều nên em chưa đánh giá cao cái việc dấu hiệu phân phối này, được chưa? Nên chúng ta sẽ tạm dừng mua mới và tập trung quan sát thị trường cho những cái nhịp tới xem nó như thế nào, được chưa? Và hàng ngày em sẽ thường xuyên tạo ra các video nhận định thị trường và đăng lên trên kênh YouTube đó, để làm sao khi chúng ta nhận định thị trường chúng ta sẽ đi sát nhất so với cái tình hình chung đó. Bởi vì việc nhận định thị trường hay là nhận định cổ phiếu chúng ta phải nhận định theo từng phiên một thì nó mới xác nhất được, thì nó mới chính xác nhất, được chưa? Thì nó mới có mức độ chính xác nhất đó. Ok, anh chị tham gia room tư vấn cơ sở thường của em nhé, muốn đặt câu hỏi về mã cổ phiếu nào thì hỏi trên đó thì em sẽ trả lời. Thì trong hai phiên này thì chúng ta có thể thấy rằng là VRE đang là một cổ phiếu rất là tích cực, đúng không? Phiên hôm qua trong cả rổ VN30 và cả thị trường đều tan tác, đều tan nát hết, đều tan nát hết, nhưng mà VRE vẫn là con mạnh nhất đó. Hiện tại thì nó đã tăng, hiện tại con này đã tăng về gần cái vùng, về cái vùng đỉnh cũ là đỉnh quanh vùng 28.5 này rồi. Thì anh chị nào mà đang có hàng với VRE đấy thì canh chốt một nửa cho em nhé, canh chốt một nửa VRE ở vùng đỉnh cũ là quanh vùng 28.5 đó, canh chốt một nửa rồi, có hàng canh chốt một nửa. Thì đối với cổ phiếu này thì em cũng đã cho room em mua ở phiên ngày 17 tháng 7 rồi, em đã cho room em mua ở vùng giá 27 rồi, hiện tại đã lãi được tương đối tốt rồi, lãi được khoảng độ là hơn 5 hay là 6% gì đó đối với VRE rồi, và qua lãi thì chốt một nửa thôi, để chợ còn một nửa còn lại cầm tiếp vào gồng lãi đó. Phiên hôm nay con RIA của VN30 cái tăng rất là tốt này, đây là một con rất là tiềm năng, được chưa? Anh chị nào có hàng thì cầm tiếp thôi. Thì trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi của con RIA, con điện lạnh, con cơ điện lạnh này, thì cái nhịp điều chỉnh của nó là vốn rất là thấp, hai phiên vừa rồi vốn rất là thấp, cho thấy rằng là không có người bán ở hai phiên này, và phiên hôm nay là nó chỉ cần tạo một cây vốn ở mức vừa phải so với những cây vốn trung bình trước đó thôi, đó, so với những cây vốn trung bình trước đó thôi, nhưng nó đã tạo được cái đà tăng rất là mạnh rồi, cho thấy rằng là cái lượng cung của con RIA này là không có, nên con này em vẫn sẽ kỳ vọng tăng tiếp lên được cái vùng 35, được chưa? Đó thì trong này hôm nay là ở rổ VN30 có hai con đặc biệt nhất, đó là con VRE và con RE, đây là hai con rất là đặc biệt. Và phiên hôm nay cũng đã chứng kiến sự hồi phục trở lại của dòng dầu khí, đó là con GS và con PLX, hai con này đã có sự hồi phục trở lại sau cái đà giảm vừa rồi. Thì anh chị nào mà còn hàng đối với hai mã này thì tiếp tục nắm giữ nhá. PLX cũng đang tạo đà giảm này rồi, à em xin lỗi, PLX cũng đang tạo đà hồi phục trở lại, được chưa? Thì đối với con này thì chúng ta có hàng thì cầm thôi chứ chưa lên tham gia mua mới làm gì cả, được chưa? Bởi vì nhìn chung thì nó đã gãy cái xuống tăng này rồi, thì chúng ta xem nó có sự tích lũy lại hay không thì chúng ta sẽ tham gia mua những gì về sau đó. Tiếp theo đối với con GAT,
Đối với con gas thì hôm nay có sự tham gia rất là mạnh của dòng tiền, được chưa? Vốn tăng cao đột biến, biên giá đã có sự gia tăng, con gas đang có sự tham gia trở lại của dòng tiền, thì được chưa? Gas thì nó đã rơi về gas thì cái nhịp vừa rồi nó đã rơi với cái vùng hỗ trợ nền cũ đây, nó rơi với cái vùng quanh vùng hỗ trợ nền cũ đây, nó rơi quanh về vùng hỗ trợ nền cũ này thì nó đã có sự bật tăng trở lại, được chưa? Thì đối với con gas thì anh chị là một có hàng ấy, thì để xem em sẽ thì để cho em mức hỗ trợ đối với con cát là quanh vùng 67, 69 nhé, quanh vùng 68, quanh vùng 68.7, gát hỗ trợ là 68.7 nhé. Anh chị nào có hàng đối với gát thì để cho em hỗ trợ 68.7 nhé, được chưa? Con này thì em đang kỳ vọng là nó, vì phiên hôm nay nó có sự tham gia dòng tiền vốn tăng, biên giá tăng nên con này trong thời gian tới em đang có kỳ vọng là nó sẽ có sự hồi phục tăng trở lại. Đó, dòng dầu khí phiên hôm nay có PLX, VGS trong đồ VN30 đang khá là tích cực vì có sự trở lại hồi phục giá rất là tốt. Nhưng có hàng thì cầm thôi, đấy chưa? Đó. Ok, em xin kết thúc buổi video nhận định thị trường ngày hôm nay, đấy chưa? Thì trong những tuần tới, trong những cái khoảng thời gian tới thì em sẽ làm những video tập trung nhận định thị trường thôi, đấy chưa? Chủ yếu tập trung nhận định thị trường. Đó, thì anh chị đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái video nhận định thị trường em đưa ra. Còn muốn đặt câu hỏi về mã cổ phiếu nào thì tham gia room tư vấn cơ sở của em để ở link ở phần mô tả video nhé. Rồi, ok, xin chào quý anh chị ạ.